Rồi chở đến chợ cho đầm mà lúc mình đi chở rồi qua người ta bỏ hết rồi, cái mình coi người ta lấy hết hàng rồi còn hàng mình trở về thì coi như nó đình lại, nó nói thôi coi như đủ là thôi luôn. Thôi luôn bắt đầu là phải trở về. trở về rồi xử lý sao hết những hành này thì coi như cho bà con rồi coi ai ăn đã cũng đâu ăn cũng nói họ làm hành ai cũng làm hết ớn rồi chứ. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Kính thưa quý vị, chương trình Vượt Lên Chính Mình là một chương trình dành cho tất cả mọi người và đặc biệt dành cho những ai có vay vốn ngân hàng và có nhu cầu xóa nợ. Đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình để chúng ta hiểu rằng chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ thí sinh của chương trình Vượt Lên Chính Mình trong ngày hôm nay, đó là gia đình của anh Phan Rơi. Vâng, xin chào anh Phan Rơi. Lúc hồi nhỏ bà già đặt ra đi để ra, nó đi ngửa đường để ra rớt, đặt lên rau luôn nên làm ăn nó rớt miết thôi suốt đời, rất là coi là làm đâu rớt đó rớt hoài, rớt quỷ, rớt miết không biết chừng nào mà cho nó được. Chị tên gì anh? Tên Lượng. Tên Lượng hả? Anh làm nghề trồng hành bao nhiêu năm rồi? Coi như là 8 năm 9 năm nay rồi, 8 9 10 năm rồi. Mà hiện giờ thì tài sản từ trồng hành ra là tài sản gì lớn nhất anh? Làm chỉ đủ ăn à, không có đâu. Làm ngày nào mình mừng ngày đó hả? Tại vì cái giá chợ nó không có ổn định, cái lúc thì nó lời, cái lúc đổ. Mà lúc đầu thì con nên đặt ba cái lúc đổ lên như là coi như sao. Rồi anh được hai người con thứ nhất đang học lớp 12, rồi em là học mấy? Lớp 11. Tuy rằng gia đình rất khó khăn về mặt kinh tế nhưng anh vẫn luôn luôn mong rằng hai đứa con của mình sẽ học thành tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Ở vòng 1 này, nếu như anh Phan Rơi và chị Lượng cùng hai con chiến thắng thì xóa đi số nợ là 3.500.000 đồng, 50% số nợ của ngân hàng. Và nhiệm vụ vòng 1 này, hai người con và chị Lượng có nhiệm vụ là cắt từng củ hành này ra. Đây là một ký hành. Và chị sẽ chạy thật nhanh đem qua cho anh Rơi sẽ trồng hết một ký hành trên cái clip hành đó. Sau 1 phút 30 giây, nếu như một ký hành trồng hết thì gia đình anh sẽ xóa đi số nợ là 3.500.000 đồng. Chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay thật lớn để chúc cho anh thành công ở vòng 1 này. Bà con vỗ tay thật lớn, chúc cho anh Phan Rơi thi đừng rớt. Xin mời em kiểm tra đồng hồ. Không nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi cắt đi, cắt hành đi. Cắt hành rồi con chạy qua đưa cho ba chồng. Chạy qua đem trước đi. Đem trước mấy củ qua đi, nhanh lên. Thưa quý vị, bây giờ thì trời đang chuyển mưa rất to và tôi nghĩ rằng mưa sẽ đến nhưng không sao. Những người làm chương trình Vượt Lên Chính Mình không dừng lại ở bất kỳ thời tiết nào. Chúng tôi luôn luôn chinh phục thời tiết, chúng tôi không sợ thời tiết. Mà chúng tôi mong rằng chúng tôi sẽ đem đến cho thí sinh chúng ta một cuộc sống vui vẻ, một cuộc sống hạnh phúc và một cuộc sống đầy đủ về kinh tế gia đình. Và bây giờ chương trình Vượt Lên Chính Mình đang hỗ trợ cho anh Phan Rơi. Kính thưa quý vị, như vậy trời đang cũng đang bắt đầu mưa nhưng không sao, công việc vẫn đang tiến hành, anh Phan Rơi vẫn đang trồng hành. Và 1 phút 30 giây, anh phải làm trồng xong 1 ký hành trên 10 luống cái này trên 1 lít hành, nhanh lên. Bây giờ thì cả nhà cùng trồng rồi, thời gian đã trôi qua 1 phút rồi, nhanh lên. Trời đã đổ mưa nhưng không sao, chúng ta trồng xong chưa, còn nữa không, còn mấy củ nữa, xong chưa? Rồi dừng lại. Thưa quý vị, trời đã đổ mưa xuống và gia đình cũng đã trồng hết 1 ký hành. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đồng hồ xem. Xin mời anh Phan Rơi đọc đồng hồ cho Quyền Linh. 1 phút 6 giây. 1 phút 6 giây. Thưa quý vị, như vậy là chỉ có 1 phút 6 giây thôi, gia đình của anh Phan Rơi và chị Lượng đã xuất sắc vượt qua vòng 1 và xóa đi số nợ là 3.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Kính mời ông Hồ Xuân Hiệu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Vĩnh Hòa sẽ trao số tiền 3.500.000 đồng ở vòng xóa nợ 1 cho anh Rơi. Xin mời ông. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chị Lượng đã xuất sức vượt qua vòng 1 với 1 phút 6 giây và xóa đi số nợ 3.500.000 đồng. Và bây giờ đây, dù có mưa thì chương trình cũng vẫn không dừng lại, chúng ta sẽ tiếp tục với vòng 2 của chương trình Vượt Lên Chính Mình.
thân mến, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi là đi bóng theo hàng. À, đây là một cái hàng zig zag. Và các bạn làm thế nào để đi bóng và không được rơi bóng ra khỏi hàng này, đi về đến vị trí bên kia, các bạn sẽ nhặt bóng lên và bỏ vào thau của mình. Tham dự trò chơi hôm nay có hai trường, đó là trường Mai Xuân Thưởng và trường Lý Thái Tổ. 1, 2. Rồi đi đi, đi đi, đi đi, không được rơi ra ngoài. Đi đi, rồi, đi đi. Rồi, ra ngoài rồi. Rồi, bỏ bóng vào. Rồi, nhanh lên. Rồi, ra ngoài rồi, ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài, đem về, đem về, đem về. Từ từ, rồi, chặt lên, đúng rồi. Rồi, ra ngoài, đem về nha các bạn nhá. Ra ngoài rồi, bạn ơi. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Coi chừng ra ngoài. Rồi, ra ngoài luôn rồi, đem về. Chậm chậm thôi, chậm chậm thôi bạn ơi. Chậm chậm thôi, đúng rồi. Chậm chậm thôi. Ra ngoài rồi, đem về. Cố gắng lên tới đây, cố gắng lên tới đây. Ra ngoài rồi, đem về. Đem về. Banh này đem về, banh nó đem về. Rồi, bỏ vào. Nhanh lên các bạn. Coi chừng ra ngoài quá là đem về nha. Rồi, bỏ vào. Ra ngoài, đem về. Rồi, bỏ vô. Bỏ vô, nhanh lên. Đội nào về giúp tay chậm chậm thôi. Chậm chậm thôi các bạn. Rồi bỏ vô. Chậm thiệt chậm luôn. Coi chừng ra ngoài. Đúng rồi. Bỏ vô. Bỏ vô. Cố lên các bạn ơi. Cố lên. Bây giờ chúng ta sẽ đếm số bóng của hai đội. Trường Mai Xuân Thưởng, tất cả cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Và trường Lý Thái Tổ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Xin chúc mừng. Như vậy là trường Lý Thái Tổ đã về nhất trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc mừng trường Lý Thái Tổ. Chúng tôi trân trọng kính mời đại diện của hai trường sẽ tặng quà cho các em, trường Lý Thái Tổ và trường Mai Xuân Thưởng. Mỗi người sẽ nhận được phần quà của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Xin chúc mừng hai trường một lần nữa với trò chơi dắt bóng theo hàng. Chúng tôi mời ông Nguyễn Xuân Luân, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện tặng 1.500.000 đồng cho trường Mai Xuân Thưởng và trường Lý Thái Tổ trong ngày nay được 2.500.000 đồng. Xin chúc mừng. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua vòng 1 hết sức là tuyệt vời. Và như vậy là đồng hồ dừng lại 1 phút 06 giây. Gia đình bên Phan Rơi và chị Lượng đã vượt qua vòng 1 và xóa đi 3.500.000 đồng. Giờ đây anh chị vẫn còn nợ ngân hàng 3.500.000 đồng. Chúng ta sẽ đến với vòng 2. Đây là clip hành. Và trong vòng 1 phút 30 giây gia đình của anh Phan Rơi, con sẽ nhổ hành, nhổ từng bụi hành đem đến cho anh Phan Rơi và chị Lượng sẽ bó thành 10 bó hành với tổng số lượng là 10 kg. 10 kg hành trong vòng 1 phút 30 giây. Một công việc không dễ dàng chút xíu nào cả, nhưng không sao. Đối với tôi, chúng tôi tính rằng gia đình sẽ vượt qua. Xin mời em kiểm tra đồng hồ. Không không. Bây giờ em sẽ là người nhổ hành và sẽ đưa cho mẹ, mẹ sẽ chạy đưa qua cho ba. Ba sẽ cân mỗi một bó là 1 kg. 10 bó là 10 kg hành. Sau 1 phút 30 giây chúng tôi cũng thấy 10 kg hành nằm ở vị trí trên bàn số 1. 1, 2, 3, bắt đầu nhổ đi em, nhổ hành đi, nhổ nhanh lên nữa, nhổ nhanh lên, rồi đưa cho mẹ, nhổ nhanh lên nữa, rất nhanh lên em, nhanh lên nữa, đúng rồi, nữa, nhanh lên, rất nhanh, nhanh lên, ở bên đây thì anh Rơi đã bó được mấy bó rồi, chưa có bó nào cả, một bó thôi, mới có một bó thôi. 10 bó đang anh ơi, nhanh lên nữa anh ơi. 10 bó đang con nhổ nhanh lên. Con nhổ nhanh lên thì nhanh lên. Nhanh thế này nè, nhanh lên, nhanh nữa, nhanh đó, đó nhanh lên. Đó nhanh lên, rồi nhanh lên. Đó gì đó. Nhanh lên qua phụ mẹ nữa. Nhổ nhanh lên vậy nè, nhanh lên trời ơi. Đó gì đó. Rồi, bó nhanh lên. Mới có 5 bó thôi, còn 5 bó nữa. Rồi. Nhanh lên nữa, nhanh lên nè, nhanh lên hai tay luôn. Đó. Nhanh lên.
Rồi, 1 bó, 2 bó, 3 bó, 4 bó, 5 bó. 5 bó, còn 5 bó nữa. Nhanh lên nữa. Vỗ nhanh lên đây nè, vậy nè đó. Đúng rồi, giờ là xong rồi, thấy chưa? Rồi, nhanh lên. Nhanh lên nữa. Mấy bó rồi? Nhanh lên nữa. 10 bó hành. Rồi, có phụ bó luôn. Phụ bó với 3 luôn. Phụ bó với 3 luôn, nhanh lên nữa. Nhanh lên. Rồi bó đi, bó luôn, lấy giày bó luôn. Lấy giày bó luôn con. Không biết đồng hồ sẽ dừng lại bao nhiêu đây rồi. Đồng hồ vẫn đang chạy. Đồng hồ vẫn đang chạy. Đang chạy rất nhanh. Nhanh lên nữa. Nhanh lên. Nhanh lên. Còn bó cuối cùng. Còn bó cuối cùng. Bó cuối cùng. Nhanh lên. Còn 2 bó nữa. Nhanh nữa lên. Phụ bó đi bài con, phụ bó. Đâu rồi? Phụ bó với bà đi. Hốc lên. Rồi. Rồi tùm lum tùm la hết luôn rồi. Đâu rồi, dây đâu, dây đâu? Đâu? Nhanh lên. Nhanh lên. Và tôi đã bấm đồng hồ dừng lại. Chúng ta sẽ kiểm tra xem 10 bó hành 10 kg. Một ký 3. Một ký 7. 3 ký. Một ký 4 ký. 5 ký. 5 ký rử. 6 ký rưỡi. 7 ký rưỡi. 8 ký. 9 ký. 9 ký. 10 ký 100 gram. Dư 100 gram. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra đồng hồ. Rồi xin mời. Bây giờ tất cả đọc lớn lên nha. Rồi chị tên là gì? Dạ em tên Sinh. Xin mời chị Sinh nha. 2 phút 28 giây. 2 phút 28 giây. Một con số cũng khá ấn tượng. 1 phút 30 giây, còn bây giờ là 2 phút 28 giây, đã gần gấp đôi thời gian. Như vậy là gia đình của anh Phan Rơi và chị Lượng không vượt qua vòng 2. Gia đình vẫn nợ ngân hàng 3 triệu 500 ngàn đồng. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn đến với được vòng 3 của chương trình, đó là vòng cấp vốn. Ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa và ông Cao Văn Niệm, Chủ tịch Hội đồng dân sẽ rút 2 lá thăm may mắn dành cho bà con. Mỗi lá thăm may mắn trị giá 1 triệu đồng và một phần quà của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Xin mời hai ông. Chúng ta sẽ trộn đều phối lên và rút bất kỳ lá thăm nào. Trộn lên, trộn lên. Rồi, rút bất kỳ lá thăm nào. Rồi, cảm ơn ông. Lá thăm may mắn đầu tiên. Anh Đặng Hữu Hoàng, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1980, số chứng minh nhân dân 183 353 678. Đặng Hữu Hoàng. Ông Trần Văn Hương, sinh ngày 9 tháng 3 năm 65, số chứng minh 22537970, tổ 14 đường D. Xin mời ông Trần Văn Hương. Ông Trần Văn Hương sinh năm 1965. Trần Văn Hương. Chúng tôi trân trọng kính mời lãnh đạo địa phương ông Nguyễn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân phường và ông Cao Văn Niệm, Chủ tịch Hội nông dân sẽ trao 2 phần quà cho khán giả may mắn. Xin mời hai ông.
Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và một phần thưởng của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Xin chúc mừng cha khán giả may mắn nhất trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng hai khán giả may mắn đã nhận được quà tặng trong chương trình hôm nay. Các khán giả đến cổ vũ cho thí sinh, đừng quên lấy phiếu, điền đầy đủ thông tin và gửi lại ngay cho ban tổ chức. Hy vọng là quý vị cũng may mắn như hai khán giả vừa rồi. Quý vị thân mến, cơn mưa bất chợt giữa những ngày nắng oi ả đã làm cho chương trình tạm gián đoạn trong giây lát. Và khi cơn mưa vừa tạnh, những hạt mưa còn lất phất bay thì gia đình anh Phan Rơi tiếp tục xin được dự thi. Có lẽ anh hiểu rằng đây là cơ hội cả cuộc đời nên anh không muốn vụt mất. Và với sự quyết tâm ấy, anh và các con đã vượt qua vòng thi đầu tiên với 1 phút 6 giây, xóa đi 50% số nợ của gia đình. Thế nhưng không theo suy đoán của mọi người, thời gian của vòng 2 đã dừng lại ở 2 phút 28 giây, vượt quá xa so với thời gian quy định. Khi được hỏi, anh hãy cứ bình tĩnh và tự tin, bởi lẽ bên cạnh anh còn có rất nhiều khán giả đã đồng cảm và chia sẻ với anh. Và quan trọng là còn đó vòng cấp 4 để anh bước vào với tất cả sự tự tin, may mắn đang chờ đợi anh ở phía trước. Chúng ta đang đến với vòng cấp 4 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Và ở vòng cấp 4 này, thí sinh sẽ chọn hai logo trong các logo của nhà tài trợ. Số tiền ít hay nhiều tùy thuộc vào sự may mắn của thí sinh. Bên tay phải Quyền Linh, ống nhựa hoa sen, sản phẩm của Hoa Sen Group. Sơn Expo, sơn của thời đại mới. Nước rửa chén Sunlight, bát sạch ngon cơm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bình Phát, vươn lên cao mới. Phở Vi Phong, vị ngon đậm đà vươn xa thế giới. Công ty Cổ phần Lasta, bánh sô cô la kem marshmallow sản phẩm của Phạm Nguyên. Baloka cà phê sữa hòa tan 3 trong 1. Tôn Hoa Sen, sản phẩm của Hoa Sen Group. Anh sẽ chọn logo nào? Logo Phạm Nguyên. Phạm Nguyên đâu? Bánh kẹo Phạm Nguyên. Rồi anh rút luôn, qua rút luôn, rút cho nó hên luôn, đừng có rơi nha. Chuẩn bị logo bánh kẹo Phạm Nguyên. Rồi máy rút ra, ra rút ra. 6 triệu đồng, 6 triệu đồng xin tặng cho gia đình. Đây là số tiền của gia đình 6 triệu đồng. Chúng ta sẽ tiếp tục với logo thứ hai. Bây giờ thì chị chọn logo nào? Bình Phát. Bình Phát, còn anh? Bình Phát luôn. Bình Phát luôn. Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bình Phát. Rồi. Mấy triệu? 8 triệu. 1, 2, 3, rút ra. 10 triệu đồng. 10 triệu đồng. Như vậy là với lần thứ hai, gia đình của anh Phan Lê đã có số tiền là 10 triệu đồng. Tổng cộng ở vòng cấp 4, gia đình anh chị có số tiền là 16 triệu đồng. Xin chúc mừng. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Bùi Đình Đức, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hòa sẽ trao số tiền ở vòng cấp 4 16 triệu đồng cho gia đình anh Phan Lê. Xin mời anh. Thật vui mừng, thật hạnh phúc và trong ngày hôm nay gia đình anh có số tiền là 19.500.000. Xin chúc mừng. Bước vào vòng cấp 4, gia đình anh Rơi đã tạm gác lại nỗi buồn thua cuộc ở vòng 2 và bình tĩnh chọn cho mình hai logo yêu thích nhất. Thật hạnh phúc khi anh Quyền Linh rút ra số tiền lần lượt là 6 triệu và 10 triệu đồng. Cơn mưa lúc này đã ngớt hạt và để lại một bầu không khí mát mẻ vui tươi cho tất cả mọi người. Nhưng chắc chắn rằng niềm vui lớn nhất lúc này là của gia đình anh Rơi. Với số tiền cấp vốn nhận được, anh chị sẽ trả hết một nửa số nợ ngân hàng còn lại khi không giành chiến thắng ở vòng 2. Và sau đây là hình ảnh anh chị, con trai cùng anh Quyền Linh đến ngân hàng để làm thủ tục xóa nợ. Gánh nặng nợ nần đã được giải tỏa. Hôm nay là một ngày rất vui và hạnh phúc với cậu con trai Phan Văn Tâm cùng gia đình. Cậu bật mí với ba mẹ và em gái rằng khi buồn, cậu vẫn thường tâm sự với biển. Hôm nay cậu cũng muốn cả nhà cùng ra biển, nơi cậu vẫn thường đến để được trút bỏ mọi nỗi buồn, bắt đầu cho những ngày mới. Những điều mong mỏi của Tâm làm cho anh chị càng thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Đoạn kết của câu chuyện cổ tích về lọ nước thần mà tôi đã đọc có khác với đoạn kết câu chuyện về gia đình này. Nhưng có một điểm giống nhau, đó là niềm vui, hạnh phúc
và hy vọng đều đã đến với những nhân vật chính của câu chuyện. Và tôi tin rằng anh chị cùng với những người con của mình vẫn tiếp tục vươn lên bằng ý chí và nghị lực viết tiếp câu chuyện cổ tích cho chính cuộc đời mình. Bây giờ chúng ta đã xong rồi, bây giờ là gia đình mình vui vẻ về nhà ăn ly quan được chưa? Dạ, nhìn ba mẹ đã xóa được nợ, em rất là vui và cũng đã bàn trước được rồi. Bây giờ là mình sẽ ra biển để giải tỏa những khó khăn. Và ước mơ của em là sẽ ra biển, nhưng mà ba mẹ làm liên tục quá, từ sáng đến chiều tối mới có thời gian rảnh. Thành ra không ra biển được. Dạ, không ra biển được. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành một chút thời gian để ra biển. Dạ. Ra biển để làm gì? Để giải tỏa những khó khăn. À, những khó khăn đã qua. Dạ. Và bắt đầu một ngày mới. Một ngày mới tốt đẹp hơn. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra biển. Xin mời gia đình.